Ai ngủ ngon quá trời. Ngủ ngon quá vậy mày. Ê, dậy. Trời đất ơi, cái con chô chô này, để người ta ngủ coi. Ủa, cái gì mà đen? Mấy giờ là sáng sớm lắm giờ đó. Mặt trời nó lên tới đỉnh cao nhất rồi đó. Bây giờ ngươi ở đây còn ngủ bộ hổm lắm cho nó ăn hả? Trời đất ơi, mặt trời gì mới 7 giờ rồi người ta ngủ 12 giờ mới đủ. Mà ông thắng sớm chuyện cái tôi vậy. Ai ơi, trời. Bây giờ á, ngươi đã nghỉ ngơi quá đủ rồi. Bây giờ đi ra ngoài giết quỷ. Nhưng mà cái hôm đó là... Trời, tắt nước đi coi. Trời ơi. Ê, mà tính ra tôi đâu có chủ động tôi nuôi ông đâu. Ông tới đây ông nhờ tôi giúp chứ bộ. Trời ơi, anh nói cho ngươi nghe nè. Ngươi lỡ giúp ta một lần á thì ta sẽ giúp ngươi cả đời. Bây giờ ta lỡ giúp ngươi một lần thì ngươi cũng phải giúp ta cả đời. Thôi, ta phải làm như vậy chứ. Ai mượn, tự nhiên ông tới ông giúp tôi làm gì? Hay, rồi giờ muốn làm sao đây? Lại đi giết quỷ nữa hả? Đúng rồi. Ủa sao tôi không giết ông luôn ta? Ông là quỷ mà. À, muốn ta hả? Được rồi. Hay, khổ ghê luôn á. Được rồi, chui lên tay tôi đi. Trời, ông này nó thiệt tình luôn á. Rồi, giờ đi kiếm quỷ. Mà giờ mới sáng sớm quỷ đâu mà ra ngoài mà đi giết trời. Trời ơi, quỷ càng ngày càng tiến hóa rồi. Sáng nó cũng ra đường nó chơi nữa đó. Trời, nó chơi gì trời? Tám ba hả? Nó chơi của quả của Mi Umono đó. Trời ơi, rồi đi kiếm quỷ rồi. Bây giờ ngày nào tôi cũng phải đi giết quỷ về kiếm tiền nuôi ông ha. Rồi tôi làm sao? Một cái miệng ăn chưa đủ hay gì trời? Mày mốt hả? Ta có nhiều tiền người ta cho lại ngươi. Ủa ông kiếm tiền cách nào? Giờ ông vô làng thử coi người ta có giết ông không? Trời ơi, đi kiếm quỷ cũng mệt nữa trời, thiệt tình luôn á. Ê ta nói rồi, sáng đó để kêu bà đây mà. Con này cấp mấy? Con này cấp 1. À, được. Ui, nó cấp 1 nó biết xài chiêu kìa ông nội. Trời ơi. Ơi, chơi luôn, chơi, xem đây, cha, hay da. Mày hả quỷ, ôi con quỷ này, nó yếu chứ bộ đâu mạnh đâu. Ôi, ông. Ôi, quýnh đi, quýnh sợ gì, cha, xem đây. Trời ơi, cái gì anh trong quýnh nó mà mày da vậy? Quên. Rồi ông, trời ơi, ông yếu quá, ông tăng sức mạnh lên coi, kết liễu luôn nè. Ôi, làm tiếp liền à. Ê, con quỷ đây. Ôi, trời ơi, thành công rồi. Đâu, đeo sát nó về nè. Rồi, giờ ông trốn ở chỗ khác đi, tôi đi lấy tiền thưởng. Ok, bye bye. Mắc mệt ghê hà. Trời đất ơi, đánh con quỷ hả, xúc cái quần luôn. Làng chả có cục bạc à ông nội. Quần bạc nè, không đủ cho ta mua thuốc bù luôn trong mặt nữa. Ai mượn ông đi đánh quỷ chi? Trời ơi, tính ra là ta phải mạnh lắm luôn á. Tại vì ngươi là đồ con bắt ngươi không? Ông tào lao quá, mốt mập gặp mấy quỷ khác mạnh hơn ông độn tính sao? Trời, ngươi nói cái gì kỳ cục vậy? À, chứ là con quỷ gì mạnh nhất ở trên đời này. Chuyển qua là ngươi cầm ta lên đây ta hay. Trời ơi, thôi giờ cục bạc này nó mua ổn mì với miếng thuốc nha. Trời ơi, quýnh được con quỷ cũng nuôi con tàu này mệt quá trời. Ok, cảm ơn nha. Rồi, đợi làng qua tôi mua thuốc. Trời ơi, nuôi cái con này thì có tốn tiền, tốn thuốc, tốn thời gian, tùm lum tùm la hết. Trời ơi, khó, ơi, cái gì đấy, quỷ hả? Bồ, vô cho ta, con quỷ cho ra đây. Quỷ cho nào, ta là gì biết quỷ cho nào? Mi đừng có ra xạo với tao, tao ngửi thấy mùi của nó trên người mi. Mùi, trời ơi, lách mình hôi vậy hả trời. Ê, chết cha, con quỷ để nhà rồi. Tôi không có biết con quỷ nào hết trơn á, tôi là người thường thôi. Đừng có gạt ta, không là Mi sẽ nhận đủ đó. Đâu biết gì nha, đâu biết gì nè, có ai, đây có tiền nè, có tiền nè, ăn cướp bớt người ta. Lại đó. Ôi, đừng, tôi chỉ là thường dân thôi, tôi đi mua thuốc cho bạn thôi. Ui giời, cái con quỷ châu châu này. Ui. Chạy. A da. Ờ. Biết đi. Châu đó đang đâu? Để dẹo luôn á. Tôi không có biết gì. Trời ơi, lỡ mạnh quá cái nó chết luôn rồi. Thôi đi kiếm người khác. Trời ơi là trời, sáng giờ đi mua thuốc, ta bệnh muốn chết rồi. Ủa, sao tên thật đây quen ta? Trời, ủa, cái con vô dụng vậy mà. Ủa, sao nó chết rồi?
không được rồi. Bây giờ ta phải làm khéo với người. Cái người sống vậy, ta cho người thêm một mạng như là nền đất, tấm nhân tình, tấm ơn tình này. Người là mày dám đi bóng nha. Đây giấy đi, hơi tính tiêu. Ai à, như hay quá, ngươi mới là người báo ta. Tại ngươi mà giờ ta mất tự do luôn rồi nè. Ủa, vụ gì nữa? Thì tại ngươi ngỡm rồi, ta biến theo ước cái ngươi. Bây giờ ngươi trở thành quỷ chúng ta luôn rồi đó. Ủa, mà tại sao ông lại nhập với tôi? Chuyện gì xảy ra với tôi vậy? Mà nếu ta không nhập vô ngươi thì ngươi sẽ bị ngỡm, ngươi hiểu không? Ta mới cứu ngươi một mạng, không biết cảm ơn người ta nữa hả? Ủa, vậy hả? Ủa mà tôi không hiểu. Cái tuệ tôi gặp cái thằng gì á, nó cầm cái lưỡi hái trên tay. Tôi không hiểu sao mà hắn đòi gặp ông xong rồi hắn biết tôi có ông á, cái hắn với tôi luôn. Mình có hai con mắt đúng không? Đúng rồi. Chắc chắn là có mũi và có miệng. Đúng vậy. Phải có tay thì mới cầm được lưỡi hái. À đúng rồi. Phải có chân thì mới đáp đất được. Xong nói với các tôi biết không vậy? Ha ha. Ừ, là người gặp đó thì hả? Ờ, hắn tới gì tôi luôn mà. Không được đâu cái mặt tôi. Ủa người quen hả? Ủa tính ra ông báo tôi luôn á, ông dẫn người ta tới ông giết tôi xong rồi ông kêu tôi báo ông là sao? Không phải, hắn là kẻ thù của ta đó. Kẻ thù men? Đúng vậy, một kẻ thù không đội trời chung với ta đó. Thôi, bây giờ chỗ này ở không ổn rồi. Hắn ngửi thấy mùi của ông á, thôi tôi dọn nhà tôi đi nha. Tại sao người hôn đất vậy? Trời ơi, không biết nữa là ha. Trời ơi, tại ông tôi phải dọn được cái chỗ khỉ ho cò gáy tôi ở đó. Ôi, có nói nữa, ta trong người ngươi nói mà tôi nhức đầu quá. Kìa, hắn kìa. Không biết này, không có đá đây. Ủa, sao ông nói vậy? Trời ơi, hắn ngửi thấy mùi không đó. Sao mà có gì đó khác không bình thường? Trời ơi, dạ. Tao bị điên hay sao mà tao mới thấy xác chết biết cử động vậy? Bậy rồi, tôi bị mù nha. Trời ơi, đường này đều quẹo trái đúng không nè. Đúng rồi. Ông ơi, kìa hắn kìa, giờ sao đây, làm gì đây? Ai biết đâu, là ngửi rồi đó, ngươi làm đi. Ủa mà sao tự nhiên có cái sợi dây kéo trước ngực tôi vậy nhỉ? Móc ra xài thử đi. Móc thử nha. Hay da. Ôi. Ủa cái gì đây ông? Hả? Cái này cái gì? Là hợp thể. Hợp thể? À đúng rồi. Ủa cái hình dáng này là sao? Ông kêu nhảy cho tôi coi nghe coi. À, thì ra là một con quỷ. Tuy nó đã nhập vào người. Để ta giới thiệu cho người biết vài thông tin của con quỷ đó. Đây là con quỷ xe lửa, một trong những loài quỷ xe lửa nhất. Nó cán con nào là thằng đó chết luôn. Trời ơi, sao ông chức năng của ông gì buồn cười quá vậy? Trời ơi, ta nổi tiếng mà. Thôi đừng nói nữa, ta nhức đầu lắm rồi, ta còn đang đây nè, thôi nãy đi. Ủa mà cái gì trên tay của tôi vậy nè? Trời ơi, tiền chỉ của ta đó, nhà ta cho ngươi mượn sử dụng. Hả, lấy tiền về trả cho ta nha. Rồi, bây giờ xài gì trước? Rồi, quýnh này chờ, quýnh này chờ. Giờ 3, 2, 1, xong rồi quýnh này nha. Xài chưa liên tục vô. 3, 2, 1, xong rồi. Rồi. Bây giờ làm gì ông ơi? Mà trái kìa, trời ơi. Trái kìa. Làm gì đây? Ngươi nằm một lần vậy? Trời. Bây giờ ngươi phải kêu khạc lửa đi. Khạc lửa hả? Dạ. Ủa lửa đâu, có lửa đâu nội? Khạc lửa cha, khạc lửa là xài lửa chứ. Ủa, này đâu phải khạc lửa đâu, khạc lửa hả? Ui. Ủa giờ, bây giờ làm gì nữa? Ai tùy kỹ của ta đi. Bánh xe chết chóc. Trời, cái gì mà bánh xe trong nội? Tại cái kêu phóng điện đó, nãy giờ đi xài rồi mà. Rồi đúng không? Rồi ok, đi kỹ hả? Rồi, thêm đây. Rồi, bánh xe chóc. Ủa, trời ơi, mày nói gì? Nguyên, xíu không? Ê, ta mệt quá. Ông ơi. Ôi, ông ơi. Dậy đi ông nội.
Trời ông mệt quá ngủ luôn rồi. Chuyện xảy ra gì trời? Thôi đi về hành đi về làng cái đã. Mấy mà tôi về con quỷ kia. Ui về làng rồi may quá. Thôi đi giờ đi kiếm cái nhà người ta trốn ở. Ai đây? Cậu chính là con quỷ. Quỷ gì, tôi là người thường. Bạn đừng có giấu tôi. Cái mùi hôi nách của bạn tôi nghe là tôi biết liền. Sao cái mùi? Ở tính này cũng mười mấy năm không tắm thôi mà có gì đâu ghê. Mười mấy năm không tắm thì hả? Ôi mà ông là ai vậy? Ông chạy đường tôi nha. Xin giới thiệu với bạn, tôi là đặc vụ Henry, một người đội trưởng trong tổ đội diệt quỷ. Tổ đội diệt quỷ?